mà cô bác xe mà Phong vừa đi vừa ôm cái giỏ sách. Nãy ngoài kia mất mất hết quá trời người đứng khóc rồi đùm lau rồi. Chùa này chắc cứu luôn á. Chùa này tại chen quá mà. Chen quá, chen cả cái là mất mất đi mà. Cái bóp này là người ta lấy lưỡi lam ta rọc liền á. Hả? Không, đâu có thấy mẹ ở đâu đâu. Mà biết mẹ ở đâu kiếm. Dạ. Anh Thịnh Lộc á hả? Rồi. Rồi. Dạ. Em lên xe này luôn á. Ờ, lên đi. Chị ba ở đâu? Không đi được. Hả? Đâu. Xe này dễ dễ ấy. Ba người mà. Ờ, em ngồi trước nè, em ngồi trước. Ông đi xe kia không? Bà cô bác ơi, bây giờ là chị ba với anh Khánh với gia đình, nguyên gia đình đi tới ngay chỗ gần cái chùa ngay chỗ đốc rồi. Giờ là đi xe lôi luôn là. Giờ đi xe lôi. Chở người nhiêu vậy anh? Tưởng nó không có lấy tiền hả? Nó lên chùa tưởng đâu trước mặt. Đi lên chùa là chở giùm không á. Chở mà muốn nhõng cái bánh xe anh luôn. Chị lần đầu mà Phong ngồi xe ba gác luôn. Rồi ở đây nghe nói ở chùa Châu Đốc đi mình cẩn thận lắm con bà cô bác. Ở đây cũng có nhiều người đi viếng chùa, và bên cạnh đó cũng có những người tranh thủ cơ hội á, nên mình phải cẩn thận tí á. Rất là đông luôn. Có rất nhiều cô bác đi chùa luôn ông bà cô bác ơi. Nghe chỗ Phong là đi đi lên đây hồi lúc mà 9 giờ tới tới ngay chỗ ngoài Châu Đốc ở đây là tới đồi heo quay. Tới đây là gần gần 3 giờ sáng luôn á. Quá trời quá đất luôn. Anh này chuyên nghiệp rồi, chùa này là chùa nhà. Anh chạy quá dữ luôn. Ủa chị chạy chút trong nhà mình biết đường vô đây không? Rồi sao? Thì giờ đi vô cổng thôi chứ sao, cổng chở vô tới cổng mà. À. Ngay chỗ chùa ở đây đèn sáng trưng luôn á cô bác chị ơi. Ôi trời nguy hiểm quá. Ôi, chùa quá trời đông luôn rồi. Rồi anh đâu có đường bộ luôn anh ơi. Ồ quá cô bác. Xe bứt kẹt luôn, quá trời xe luôn. 3 5 6 4 5 4. Rồi sát bên cổng rồi. Cuối cùng cũng tới nơi. Chùa quá trời người luôn bà cô bác ơi. Ba người 50 hả anh? Dạ. À, chúc anh giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, không phải. Em chào anh. Dạ, cảm ơn anh. Nào ra em điện anh nha. Dạ. Có đi qua chợ ông cũng mà qua chợ ông á. Đi thẳng lên trên qua chợ ông. Đã hỏi em đi trên trên này cổng sao phải không? À. Trời ơi, bán bạc kia ngon quá. Nhiêu ký rồi chị? Ký 120. Ký 120 hả? Bà kia này ăn với bún cũng ngon. Đâu ba mẹ đâu? Mẹ ở đây có phụng tao lóc băng quá trời đồ luôn. Me đến ông bà của bác thôi, me thái rồi đủ loại hết. Quá trời đông.
Trời, đi chùa lúc nào cũng đi sớm sớm để trời không khí lúc nào cũng mát mẻ. Đây bán bún riêu, hột vịt lộn, đủ thứ hết. Thông báo, xin quý khách lưu ý này, lợi dụng chỗ đông người, một số kẻ gian đà trộn làm chuyện phi pháp. Chúng tôi xin nhắc nhở quý khách phải luôn cảnh giác, giữ gìn tiền bạc, tư trang. Đây là cổng đi vô không ạ? Bỏ ra đúng thời quy định, hạn chế đốt nhang trong chánh điện, vì quán ăn nhiều sẽ có hại sức khỏe của quý khách. Tại thì Phong cũng mới đi vô cổng rồi cô bác anh chị ơi. Giờ Phong vô đây cũng chờ chờ mẹ Phong với dì ba, với anh ba vô đây nữa. Đây, chùa rất là đông. Con Khánh anh đang đi phía trước rồi. Này đi mà chậm một chút thôi là lạc luôn á. Tại vì cái ngôi chùa ở đây nó lớn quá, nhưng mà là cô bác người ta đi đông quá. Đó, hôm qua anh chị thấy quá trời đông, từ người lớn trẻ nhỏ rồi đủ hết luôn. Nè, con đây có vàng nữa, vàng mã. Này lên không biết bao nhiêu bậc thang luôn. Mọi người đi lên. Đi đi để chị ba đợi á. Rồi, để lạc chị ba cái nữa là xong luôn á. Quá trời đông rồi. À, ông bà cô bác thấy đốt vàng mã như ông thối luôn á. Quá trời quá đó. Một trái kinh khủng luôn. Quá trời. Đúng mà trái hối bay mặt trời luôn. Quá trời, không không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Nước sôi, nước sôi. Bây giờ biết gì gì ba với mẹ đâu? Anh Duy có vô không vậy? Không, hai chồng nó thì ấy rồi sợ mẹ với gì ba chứ. Bây giờ đi vô đi nữa. Đứng ở chỗ lại đi, thế nào là mẹ dì ba vô ạ? Móc túi đã. Không bà cô bác xem mà Phong vừa đi vừa ôm cái giỏ sách. Nãy ngoài kia mất hết quá trời người đứng khóc lên đùng đau kìa. Chùa này chắc cú luôn á. Chùa này tại chen quá mà. Chen quá, chen cả cái là mất mất tiêu mà.
cái bóp này là người ta lấy lưỡi lam ta rọc liền á. Đi cẩn thận điện thoại với bóp đồ tiền bạc rồi. Bởi vậy đi mấy chỗ đông quá. Đông quá đâu có biết được. Giờ mất cái quay qua cũng đâu biết ai đâu. Vậy là biết mình đang bảo vệ, còn mình thơ thơ là nó lên đường xa đi em quay lại quá trời ta mua đồ đem vô đây cúng á cô bán chị. Nhang đi đâu? Bông với nhang đèn. Người thì mua heo quay, vịt quay rồi cúng. Xong rồi thấy ngay châu đốc cái chùa bà ở đây đông quá không bà. Biết sao không? Dạ. Tại vì người ta đi đừng ta cúng nàng ta gái ta cầu nguyện gia đình người ta đó. Hôm qua nàng khỏi chứ không phải là ta cúng bà hàng năm người ta đi nó khác. Còn này ta cúng để mà chơi trị bệnh sống liền rồi này kia hồi cô bác cúng canh cho được bệnh nguyên gia sử đó. Dạ. Ta gái rồi giờ ta đi ta trả lễ vậy đó. Đi còn ngoài ra thì không có sao. Còn ngoài ra thì ta đi cúng bà hàng năm thì đâu có vậy. Giống như giấy ta qua nặng khỏi nên mình đi trả lễ quá không? Đi trả lễ, đa số là nhiều. Cũng như bà dẫn đoàn đi cũng vậy, bà cũng giấy người ta giấy. Bà đi cẩn thận tiền bạc nha. Con đừng lo, tại vì bà dẫn đoàn bà biết đó. Dạ.
cảm ơn con nhiều. Để móc túi nhiều lắm mà. Nó làm bộ nó dừng lắm, nó đạp từng cái rồi nó đi đi. Thế bác? Hả? Không, đâu có thấy mẹ ở đâu đâu. À. Không biết mẹ ở đâu kiếm. Dạ. Anh Thịnh Lộc á hả? Ờ. Đi anh. Thăm thăm. Thôi đi ra. Chứ mẹ nãy giờ đã đời luôn. Mày tao đứng ở kia tao chờ mày. Dạ, dạ. Mẹ Phong với dì ba, với Phong đang đi vô phía bên trong ấp nhàn. Đông quá. Ở mấy ngày này người ta đi cúng trả lễ á, sau cơn đại dịch á người ta cúng trả lễ á nên rất là đông á cô bác anh chị. Cúng trái cây này nè quá anh chị. Thì đáng lẽ là bỏ góp trong kia nhưng mà đông quá. Đông quá nên bà con cô bác người ta bỏ cúng vào đây luôn. Nhang thì cúng rồi để lên cái là cũng lấy xuống liền à. Tại vì nhang nhiều quá, nhang khối rồi chứ sợ sợ quả quạng nữa cô bác anh chị. Chưa lấy gì đấy, má. Lấy đồ má. Má xíu, đợi má xíu. Vậy trời ơi. Đúng nha, cấm đường hôn nhà, nhà em coi nè. Giữ gìn sinh mạng, tôn trang cho cẩn thận, bỏ rác đúng theo quy định, hạn chế đốt nhang trong chính điện. Vì khói nhang nhiều sẽ có hại sức khỏe của quý khách. Đề nghị quan tâm đến việc giữ gìn tâm linh bình tĩnh và vệ sinh môi trường trong khu di tích. Đợi đợi chưa nãy thì cúng xong rồi dần tỉnh tỉnh Lộc ông bà cô bác ơi. Ở đây là Lộc là ai là muốn thỉnh cũng bao nhiêu cũng được hết. Rồi, cô bác nào thỉnh Lộc lấy trái cây ở đây nha. Bây giờ cái bông trái cây là có nha mà cứ việc luôn cả chú hết. Em thử đi cho chị lấy cái chút. Sao mà chồng nó đồ ta được nè. Không có chồng nó được gì. Quýt nè, quýt này tốt. Cô bác anh chị xem là thật sự là bữa nay đó là cái ngôi chùa hay chỗ Châu Đốc ở đây đó là rất là đông luôn, cái số lượng người là tính hàng ngàn người á.
tại vì vừa trải qua mở cơn đại dịch đó, thì có rất là nhiều cô bác ở vùng miền khác nhau á, người ta cũng cầu xin cầu tai qua nạn khỏi với bình an á, thì bữa nay đi lên để thắp hương rồi trả lễ á, thì thật sự là rất là đông luôn á. Phong đang đứng ở đây là ở ngay một cái tầng 1 ở trên cao á, Phong chia sẻ hình ảnh xuống cho ông bà cô bác xem nhé. Dưới kia thì mấy chỗ mà nhà nghỉ cũng quá tải luôn, giờ là bà con cũng ở ngay chỗ trong chùa ở đây đem manh đem chiếu theo để ngủ, chứ mà chùa ở đây cũng hết chỗ luôn ông bà cô bác. Giờ con sẽ đi xuống dưới rồi. Chỗ trống là mấy anh chị với cô bác ở đây là nằm kín hết.